Thế thì em mới phải bảo là anh em chen vào giữa để anh đi đằng sau anh bảo vệ em. Anh bảo vệ em chỉ trong chương trình này thôi hay là bảo vệ suốt cuộc đời luôn? Anh bảo vệ em chỉ trong chương trình này thôi hay là bảo vệ suốt cuộc đời luôn? Em nghĩ là trong chương trình này thôi, chứ nếu mà ra ngoài thì em sợ lắm. Chúng ta lại tìm hiểu bàn kế hoạch đúng không? Chúng ta là vua của kế hoạch mà không có kế hoạch nào ra kế hoạch nào hết. Cuối cùng không có làm theo kế hoạch. Hôm qua đó bàn chỉ giữ vô, bàn làm nước nồi tùm lum la xong lên mỗi đứa làm kiểu đó, ông Nguyên nè. Xong rốt cuộc không nghĩ là cường hả? Cường ngập nước vô miệng như ông nói. Cái gì vậy? Tới lúc đó mình cũng không biết là Cường có nhãn là nó ra được không nữa, hay là lên đó là uống mất tiêu hay là cũng mất tiêu. Nhưng mà góc độ tôi á thì tôi lại nghĩ á là Cường thể hiện sức mạnh của đội Cường và Cường chấp tụi mình uống trước 100ml, hiểu không? Tôi không có nghĩ là Cường đưa vô miệng xong dự trữ. Thật ra khi mà ông Nguyên thấy Cường làm vậy, ông Nguyên tức lắm. Tại lúc đầu ông Nguyên cũng đòi làm vậy mà bị mình cản. Nhưng mà cuối cùng khi mà Cường làm xong thì Nguyên mới cảm thấy là mình cản đúng. Mà đi cái đó nhìn cũng ghê ha. Ừ. Nhưng mà một cái hớp mà lớn cũng bằng cả 100ml không ít đâu nha. Nhưng mà cả hai cái mình không làm cùng một lúc được ấy. Rồi một cái ông đòi giữ giữ vậy rồi cái trong rồi miệng 100ml đúng. Rồi ông còn phải lo mong giữ tài xế nữa. Sốc nữa, sốc lên sốc xuống. Này đúng lần đầu tiên mà mình đi chơi mà đông người như vậy, mà đi chơi đi lâu như vậy luôn á. Ừ, tôi cũng thích lắm luôn á. Đi lâu thì có đi lâu rồi, nhưng mà lần đầu tiên đi đông người đến như vậy. Ừ. Tôi thấy được đi chơi miễn phí là thích rồi. Có xe thích hơn không? Cái nào cũng thích hết á, nhưng mà cơ bản á là mình được đi chơi, được trải nghiệm miễn phí. Đúng chưa? Rồi có những cái game á vượt qua chính bản thân mình nữa. Những cái thử thách mà chưa bao giờ mà mình thực hiện nó. Trạm dừng chân sắp tới của mình là Ninh Thuận. Thì mọi người đã gặp đầu dòng cho mình những gì ở Ninh Thuận chưa? Ninh Thuận thì có gì? Yeah. Có dê hả? Có cừu chứ hả? Tôi chỉ nghĩ tới ăn thôi. Cứ làm thôi đi, bớt nghĩ ăn lại. Để nghĩ là những thử thách sắp tới của mình ở Ninh Thuận là gì nè. Ninh Thuận thì sẽ có vườn nho này đúng không? Có khi nào ban tổ chức sẽ cho mình đi hái nho không? Chắc không đâu, tại vì nho, cái giống nho ở ngoài đó, cái giống nho mới bây giờ người ta làm á, năng suất nó rất là cao, mà cái nho đó người ta hái á, nó phải có cái kỹ thuật đàng hoàng ha. Chứ mình vô mà mình không có được hướng dẫn, mình vô hái bệnh bạn nó cũng hư cái vườn của người ta ấy. Để có khi nào mình sẽ được đi lặn biển ở Vĩnh Hy không? Ừ, ở ngoài có thể lắm đó, tại ở ngoài Vĩnh Hy là hơi bị đẹp á. Ở ngoài đó người ta có san hô, người ta có cái tàu kính ngầm á. Cái tàu kính á, để mà mình đi là mình sẽ thấy được ở bên dưới. Nhưng mà lặn thì nó sẽ đẹp hơn. Chặng đầu tiên của mình là mình toàn là chơi khô thôi rồi. Mình đi biển mà mình bây chưa, giờ hủ tiếu mì khô, giờ thấy hủ tiếu mì nước hả? Thôi, mình chưa có được chạm một miếng biển, miếng nước nào hết. Thì có khi nào tới Ninh Thuận là mình sẽ được ướt không? Mà ở ngoài đó, ra ngoài Ninh Thuận mà không có đi mấy cái tour, mấy cái đảo như nhỏ ngoài đó thì nó rất là phí luôn. Chết rồi, tự nhiên nghe xong thấy say sóng sẵn gì ta. Gì mà say sóng? Nghe xong thấy say sóng quá. Ê mà mới có đi có trận đầu tiên sao thấy tôi nát như vậy trời. Tại hôm qua bà la Nguyên quá. Không qua. Có, mình la bị khang giọng là do từ lúc mà tụi mình chiến thắng chính mình á, tụi mình bước xuống á. Mình được quán quân rồi. Trời ơi, tôi vẫn nhớ cái món mì Quảng Trịch ngày hôm qua. Tôi thích chả cá. Ngon quá. Ngon, rất là ngon. Ngon ha. Món này mình thích. Vẫn còn thích chả cá. Chả cá ngon thiệt. Nhưng mà hôm qua mình ăn nó không ngon thế nào nha. Tại mình ăn quá nhanh á. Nó cái độ dai của chả cá nè, nó có nè. Mà tôi bỏ vô nhiều quá, tôi nhai xong rồi nó tưng cái răng lên á.
Chưa bao giờ ăn mà mỏi miệng luôn á. Thế là mình không ăn tới cái món gọi là mà bánh tráng cuốn cuốn á nha. Ừ, cái bánh tráng cuốn đó, tại sau khi ăn á, bánh tráng cuốn á, là buộc khác nó phải uống nước. Và uống nước vô thì bánh tráng này nở ra nữa. Ừ. Kinh khủng lắm á. Mà nghe nói là cái đó nó cứng nữa, hơi cứng nữa mà người ăn khó ăn. Ủng hộ đồ ngẫu nhiên nha. Công nhận nha, là chị Trang với lại Bảo Nguyên khỏe giả mang. Phải dễ sợ. Thì tôi với Phương Anh đang ngồi lo. Đừng có cái game nào mà hai người nó bật với nhau nha. Tôi là chơi tôi ra bật chơi chị Trang mới bật cá là xỉu luôn. Nhưng mà được cái này mất cái kia, đồng ý mấy chị khỏe. Nhưng mà hai người phải tuân thủ cái khả năng của tôi, cái kế hoạch của tôi. Nếu mà có cái game đó thì hai người chỉ tìm cách trốn thôi. Không không thiệt nghiêm túc á, tại mình đánh trực diện không được á thì mình trốn, mình núp mình tìm cơ hội, mình tìm cơ hội đó. Ừ, chạy là mình cứ chạy trước đã. Ừ. Rồi mình tìm cơ hội mình vươn lên sau. Ừ. Chứ không thể đánh trực diện được. Đoàn đang trên đường di chuyển đến Ninh Thuận, địa điểm tiếp theo ngày thứ 3. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang quyết tâm là sẽ phá sớm. Hôm mai tôi sẽ cố gắng để thì đạt được chiếc xe. Nếu mà không được thì tôi cũng sẽ tự lái chiếc xe này về luôn. Thấy tôi với Phương Anh ăn giống như là mèo hỉ gì đó. Nhưng mà thấy lúc nào miệng hai đứa cũng ăn ở dân á. Nhưng mà ăn như mèo hỉ. Trời ơi. Quên. Chung ơi luôn. Ai cũng luôn nào. Nhưng mà nói hôm qua ở chợ á. Em phải đi rửa để anh bảo vệ em nhá. Bảo vệ này có chọn đời chọn gói không Lê Lê ơi? Vậy mới chọn đời chọn gói không? Ơ, cái này lắm nhìn thì anh nghe đúng không? Anh nghe chưa? Chắc là ông ấy cũng đang lái xe. À, là anh Nguyên đang lái xe phải không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi em. Thế thì em mới phải bảo là anh em chen vào giữa để anh đi đằng sau anh bảo vệ em. Anh bảo vệ em chỉ trong chương trình này thôi hay là bảo vệ suốt cuộc đời luôn? Anh bảo vệ em chỉ trong chương trình này thôi hay là bảo vệ suốt cuộc đời luôn? Em nghĩ là trong chương trình này thôi, chứ nếu mà ra ngoài thì em sợ lắm. Nãy giờ thì là bắt đầu bị lóc hả? Nãy giờ thì đoàn mình vừa đi qua một cái cung đường biển cực kỳ đẹp luôn. Mà cái cung đường này đặc biệt nó uốn lượn theo eo biển á, cho nên là tuyệt vời luôn á. Thật sự là lần đầu tiên là Phương Anh được ngồi xe vậy mà được ngắm biển mà có nữ tài xế xinh đẹp lái nữa. Thì hồi nãy thì Đào được lái cung đường này, Đào cảm nhận như thế nào? Thì thật ra là tôi cũng có đi qua cái đoạn này rồi. Ừ. Tôi cũng đã thử qua rồi. Cái đường này ven biển đây thì nó giáp với lại cái núi này á, nên nhìn nó rất là xinh. Từ trên cao nhìn xuống thấy ôm trọn được cái cảnh biển của Đà Ninh Thuận bao la. Và bữa nay biển nó ở biển ngoài này nó còn xanh nữa chứ. Đúng rồi. Ồ, tới nơi rồi, tới nơi. Ủa? Rồi thì cũng nhanh hả? Tới nơi rồi. Yoli. Đây là một cái điểm du lịch cũng khá là hot ở trên mạng xã hội đúng không? Gì hả? Tôi chưa biết, tôi tới đây nhưng tôi đi ngang qua thôi chứ tôi chưa biết. Nhưng mà yên tâm, đi với lại The Journey thì tôi nghĩ là mọi người sẽ chọn những cái chỗ nào gọi là nằm trong top đẹp rồi, của cái vị trí đó. Đoàn mình chịu chơi lắm. Chương trình này là rất chịu chi. Qua có ngựa nữa kìa. Có ngựa nữa, cả nhà ơi. Có ai biết cưỡi ngựa không? Có khi nào có game cưỡi ngựa không ta? Có thể nha. Có thể nha. Có thể đó. Nhưng mà tôi chưa cưỡi ngựa lần nào hết. Thì tối nay em ra em làm quen đi. Bây giờ là mình tới nơi rồi cả nhà ơi. Bây giờ cùng khám phá nơi ở ngày hôm nay của The Journey.